khởi tấu bệ hạ, giặc dữ không thể ngày một ngày hai mà dẹp được. Để chống lại chúng, toàn quân toàn dân ta phải trên dưới một lòng tính kế sách lâu dài. Các khanh hãy xem đi, chiếu thư của Hốt Tất Liệt mới gửi về Thăng Long. Cho sứ sang mời thì ngươi kiếm cớ không đi, lại sai chú là Trần Di Ái vào chầu. Ta định cử quân sang đánh An Nam, nhưng vì ngươi nội phụ và đã cống hiến lâu năm, có lẽ nào thiên triều lại cất quân để hại tính mệnh dân chúng. Dạ bẩm bệ hạ, chúng nói là mượn đường sang đánh Chiêm Thành, nhưng kỳ thực là nhân việc này để xâm chiếm đất nước ta. Nếu ta đồng ý cho chúng mượn đường, khác nào rước voi về giày mà tù. Năm 1278, vua Trần Thánh Tông nhờ ngôi cho con là Thái tử Trần Khâm, tức vua Trần Nhân Tông, và làm Thái Thượng Hoàng. Vua Trần Nhân Tông vừa lên ngôi đã bắt tay ngay vào công cuộc nội trị. Đặc biệt, một trong những việc làm quan trọng là thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo nhưng cương quyết với nhà Nguyên. Chư vị ái khanh, nay trẫm được vua cha giao phó lên ngôi thiên tử. Đất nước đang trong buổi nguy nan, giặc Nguyên đang rình rập nơi biên viễn, tình thế xã tắc lâm nguy. Bởi thế, trẫm cần có sự đồng lòng giúp sức của các bậc lão thần, của toàn thể triều đình cùng toàn dân Đại Việt. Xin bệ hạ cứ tin tưởng ở chúng thần. Khởi tấu bệ hạ, giặc dữ không thể ngày một ngày hai mà dẹp được. Để chống lại chúng, toàn quân toàn dân ta phải trên dưới một lòng tính kế sách lâu dài. Theo thần, trước hết nên hoàn bị việc nội trị, anh em hòa mục trong triều, ngoại nội tăng cường đoàn kết. Bên cạnh đó, cần tăng gia sản xuất, tập luyện võ nghệ, sẵn sàng nghênh chiến khi giặc tới. Có các khanh cùng chung hoạn nạn thì chẳng có quản gì nguy nan. Nay chẳng phong Trần Phi làm hoàng hậu đứng đầu hậu cung, phải tề ra được yên thì mới mong trị quốc bình thiên hạ. Việc thứ nữa cần kíp làm ngay đó là duyệt sổ dân đinh. Trước đây khi Thái Thượng Hoàng trị vì, nhà Nguyên đã nhiều lần bắt triều đình ta nộp sổ dân đinh để chúng nắm được số quân của ta. Nay để phiên chế số quân khi chiến tranh xảy ra, các quan địa phương cho duyệt lại sổ dân đinh một cách chặt chẽ để sử dụng cho hợp lý. Thưa bệ hạ, bề tôi của Chiêm Thành là Chế Năng và Chế Diệp, mang đủ công phẩm tới nước ta, nay lại xin ở lại làm nội thần, dám mong bệ hạ xem xét. Bẩm bệ hạ và Chiêu Minh Vương, nước ta tuy nhỏ nhưng nhân tài không thiếu. Trong nước hiện nay như đang nước sôi lửa nóng, đối phó với quân Nguyên ta càng không biết bụng dạ của kẻ đi sứ kia, cứ cẩn trọng thì hơn ạ. Khởi bẩm bệ hạ, đây là việc bang giao nên thần muốn tâu bày để bệ hạ và các quan được rõ. Vậy hãy làm như ý của khanh. Thần tuân lệnh. Tất cả mọi người hãy trật tự. Tôi gọi tới tên ai, của hộ nhà ai thì người đó bước lên. Chủ hộ có nhiệm vụ khai rõ số nhân khẩu, tên tuổi trong hộ nhà mình. Nếu ai khai man sẽ bị quan phạt tội. Các quan cứ yên tâm, chúng tôi nào dám ạ. Đúng vậy, chúng tôi không dám đâu ạ. Đứng trước nguy cơ xâm lược của quân Nguyên lần thứ hai, ngay sau khi lên ngôi, vua Trần Nhân Tông đã tiến hành chỉnh đốn triều đình, củng cố đất nước. Vua tôi nhà Trần từng bước xây dựng nền móng vững chắc của khối đại đoàn kết toàn dân, sẵn sàng đối phó với quân Nguyên xâm lược. Năm 1281, vua Trần Nhân Tông cử chú họ là Trần Di Ái cùng Lê Tuân, Lê Mục thay mình đi sứ sang nhà Nguyên. Đây là kế sách khôn khéo và linh hoạt của nhà Trần trong quan hệ ngoại giao với nhà Nguyên, nhằm kéo dài thời gian hòa hoãn để chuẩn bị lực lượng cho cuộc kháng chiến. Khởi bẩm hoàng thượng, vua sứ An Nam cáo bệnh, cử chú họ là Trần Di Ái sang chầu. Thiên triều đã sai người mang chiếu thư tới An Nam, rằng nếu thật vua không thân chầu được thì phải đem đủ vàng ngọc sang đây để thay mình. Thêm vào đấy phải nộp người hiền tài, người làm thợ và người phương kỹ, mỗi hạng hai người. Vua nước thần ốm bệnh không thể sang chầu nên đã cử thần đến bái yết hoàng thượng, mong ngài rộng lượng hải hà mà đại xá cho.
thiên triều ta mong muốn khắp nơi trong thiên hạ đều được no ấm. Thế mà nay vua An Nam ốm bệnh, ta không thể không lo lắng cho dân xứ ấy. Nay Trần Di Ái cũng là bà con trong dòng tộc với vua, nên ta phong Di Ái làm An Nam quốc vương, Lê Mục làm Hàn Lâm học sĩ, Lê Tuân làm thượng thư, lập An Nam làm tuyên úy ti. Bên cạnh đó đặt Bốc Nhân, Thiết Mộc Nhi làm tuyên úy sứ đô nguyên soái, Sài Thung và Hốt Kha Nha làm phó. Chúng thần tuân chỉ. Các khanh hãy xem đi, chiếu thư của Hốt Tất Liệt mới gửi về Thăng Long. Cho sứ sang mời thì ngươi kiếm cớ không đi, lại sai chú là Trần Di Ái vào chầu. Ta định cử quân sang đánh An Nam, nhưng vì ngươi nội phụ và đã cống hiến lâu năm, có lẽ nào thiên triều lại cất quân để hại tính mệnh dân chúng. Ngươi đã cáo bệnh không vào chầu, nay ta cho ngươi được nghỉ ngơi mà thuốc thang điều dưỡng. Ta lập chú ngươi là Di Ái, thay ngươi là vua nước An Nam, coi trị dân chúng của ngươi. Thưa bệ hạ, Hốt Tất Liệt kia quả thật hống hách, nay cần canh giữ biên ải thật cẩn mật. Khi bọn Di Ái về lại ải Chi Lăng thì bắt ngay chúng để trị tội. Bên cạnh đó, phải để cho Sài Thung cùng tùy tùng biết luật lệ của triều đình Đại Việt ạ. Dạ phải, thưa Hoàng thượng, ý của Hưng Đạo Vương cũng là ý của thần. Vậy nhờ bá phụ lo giúp việc này, chú Triều Minh hãy cùng bá phụ đối phó với bọn Di Ái, còn chú Triều Văn lo đối sách với Sài Thung. Chúng thần tuân lệnh. Khi đoàn quân binh và quan viên nhà Nguyên đưa Trần Di Ái về đến biên giới, vua Trần Nhân Tông đã ngầm sai quân đón đánh, khiến Trần Di Ái hoảng sợ phải trốn về nước. Mặt khác, vua Trần lại cho người lên đón Sài Thung và Tùy Tùng về Thăng Long 1282 để thực hiện âm mưu bành trướng xuống phía Nam. Vua Nguyên là Hốt Tất Liệt quyết định cho quân tấn công Chiêm Thành và yêu cầu nhà Trần phải cho mượn đường và cung cấp quân lương. Tuy nhiên, bằng đường lối ngoại giao cứng rắn, vua Trần Nhân Tông đã kiên quyết cự tuyệt yêu sách của nhà Nguyên. Cấp báo! Bẩm tướng quân, vua Nguyên đã điều 50 vạn quân cho con trai là Thái tử Thoát Hoan chỉ huy, sắp tiến đánh Chiêm Thành ạ. Chúng đã đặt Hồ Quảng làm trung thư tỉnh để thống trị khu vực đất đai phía Nam, nay lại cho 50 vạn quân tiến đánh Chiêm Thành, ắt hẳn có âm mưu gì khác. Mau cho gọi phó tướng. Tuân lệnh. Nay vua nhà Nguyên đã đưa chiếu thư sang yêu cầu ta phải cho chúng mượn đường để tiến đánh Chiêm Thành, lại đòi phải chu cấp quân lương. Các khanh hãy đưa ra sách lược để đối phó. Dạ bẩm bệ hạ, chúng nói là mượn đường sang đánh Chiêm Thành, nhưng kỳ thực là nhân việc này để xâm chiếm đất nước ta. Nếu ta đồng ý cho chúng mượn đường, khác nào rước voi về giày mà tù. Đúng vậy, chúng ta không thể thỏa hiệp với chúng được. Đúng vậy, không thể thỏa hiệp với quân xâm lược. Bọn chúng dã tâm quá lớn, võ ngựa của quân Mông Cổ đã trải khắp các nước lớn nhỏ, nay tràn xuống phía Nam, e rằng. Nguyễn Đạo Học, khanh hãy sang Nguyên Triều, còn Phạm Chí Thanh, Đỗ Bảo Trực, các khanh hãy sang hành tỉnh Kinh Hồ, đưa thư cho trẫm. Về việc thêm quân, thì Chiêm Thành thờ phụng nước tôi đã lâu, cha tôi chỉ lấy đức để che chở, đến tôi cũng nối chí cha tôi. Từ khi cha tôi quy thuộc thiên triều, đến nay đã 30 năm, gươm giáo không dùng đến nữa, quân lính cho về làm dân đinh, một lòng cống hiến thiên triều. Trong lòng không có mưu đồ gì khác, mong các hạ thương mà xét cho. Về việc giúp lương, thì nước tôi ở ven biển, ngũ cốc trồng không được nhiều. Sau khi đại quân rút đi, trăm họ lưu vong, lại thêm lụt hạn, sớm no chiều đói, ăn không đủ no. Tuy vậy, lệnh của các hạ không dám trái, xin đợi mang nạp ở châu Vĩnh An,
trên địa giới Châu Khâm. Lũ An Nam kia dám không theo mệnh của Thiên Triều, chúng thật to gan không sợ chết. Đúng vậy, chúng cũng đã cho người đưa thư tới kinh đô rồi. Chúng dám vuốt râu hùm sao? Để lần này cho chúng biết sức mạnh của đại quân Thiên Triều. Triều đình Đại Việt không chỉ cự tuyệt việc giúp đỡ nhà Nguyên tiến đánh Chiêm Thành, mà vua Trần Nhân Tông còn cho đem quân và chiến thuyền ứng viện Chiêm Thành chống lại kẻ thù chung, khiến quân Nguyên không thực hiện được ý đồ nam tiến. Sau thất bại nặng nề ở Đại Việt năm 1258 và ở Chiêm Thành năm 1283, Hốt Tất Liệt đã huy động một lực lượng binh mã rất lớn tấn công sang Đại Việt. Trước tình thế cam go, quân dân Đại Việt gấp rút chuẩn bị mọi điều kiện để đối phó với những âm mưu mới của nhà Nguyên. Âm mưu xâm lược nước ta của nhà Nguyên đã lộ rõ. Trong năm qua, triều đình và toàn dân đã ra sức chuẩn bị mọi điều kiện để ứng phó. Trẫm muốn có một cuộc họp với các vương hầu bách quan, các tướng lĩnh để bàn kế đánh phòng và chia quân giữ nơi hiểm yếu. Các quan nghĩ thế nào? Bẩm bệ hạ, một cuộc họp như vậy là rất cần thiết. Nhưng quân Nguyên ở Thăng Long rất nhiều. Một cuộc họp lớn như vậy e rằng khó qua được tay mắt của chúng. Theo hạ quan, nên tổ chức một cuộc họp ở xa Thăng Long, nhưng là ở cửa ngõ để các nơi thuận tiện đi tới ạ. Lời khanh nói rất hợp ý trẫm. Vậy cho thư mời các vương hầu bách quan đúng ngày giờ quy tụ về Bình Than. Sau việc lập An Nam Tuyên Úy Ti và đưa Trần Di Ái trở về Đại Việt bị thất bại, Hốt Tất Liệt không ngừng sách nhiễu triều đình nhà Trần. Chúng đòi mượn đường, đòi cấp lương, kiếm cớ gây sự để tấn công xâm lược. Một cuộc đối đầu với quân giặc mạnh như quân Mông Cổ đến nay không thể tránh khỏi. Vậy nên, trẫm mong các vương hầu, tướng lĩnh dốc lòng dốc sức phụng sự triều đình vì non sông xã tắc. Bẩm bệ hạ, việc chống giặc nay là việc chung của cả quốc gia dân tộc. Chúng thần nguyện đồng cam cộng khổ, dù phải gan ốc lẩy đất cũng không tử nan. Thưa bệ hạ, giặc tùy mạnh nhưng chẳng phải chúng đã bại trận trước ý chí sắt thép của quân dân Đại Việt hồi năm Mậu Ngọ đó sao ạ? Đúng vậy, thế nên các tướng hãy về chỉnh đốn lại tinh thần binh sĩ, coi binh sĩ như người thân mà cổ vũ ý chí cho họ. Phải không ngừng luyện tập, không chỉ giỏi về võ nghệ mà còn phải biết đến đôi điều về binh thư để có thể linh hoạt ứng phó khi đối đầu với quân địch. Ở thái ấp của Vi Thần, các đội quân kỵ binh, tượng binh, thủy binh trên dưới một lòng hăng hái luyện tập, đặc biệt là hai đội binh của Giá Tượng và Yết Kiêu. Với tài thuần phục voi của Giá Tượng, đàn voi chiến mỗi ngày một lớn, còn Yết Kiêu đã tổ chức ra một đội binh sĩ có thể ngụp lặn hàng giờ dưới nước mà không bị phát hiện. Với địa hình ở Đại Việt ta, sông nước chằng chịt sẽ là một lợi thế. Nắm được điểm mạnh, điểm yếu của giặc cũng như của ta là việc thiết yếu của người cầm quân. Nhưng yêu thương binh sĩ, quan tâm đến họ, để họ hết lòng vì chủ tướng thì không phải ai cũng làm được. Bọn mặt tướng hiểu ạ. Với mục đích bàn kế đánh giặc giữ nước, hội nghị quân sự Bình Than có một ý nghĩa chính trị to lớn, làm cho chủ trương kháng chiến của triều đình thấm nhuần khắp vương hầu bách quan, huy động được lực lượng của tất cả các tầng lớp quý tộc tham gia kháng chiến. Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư quê ở Chí Linh, Hải Dương, ông nổi tiếng về tài cầm quân và đã góp công trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên của nhà nước Đại Việt. Câu chuyện về vị tướng lắm tài nhiều tật Trần Khánh Dư cũng thể hiện sự linh hoạt sáng suốt, đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết của vua Trần Nhân Tông. Người kia chẳng phải là Nhân Huệ Vương đó sao? Dạ, hình như là Nhân Huệ Vương ạ. Mau cho mời Nhân Huệ Vương lại đây cho trẫm.
Tuân lệnh bệ hạ. Ông lão ơi, có lệnh vua triệu. Lão là người buôn bán, có việc gì mà phải triệu? Nhân Huệ Vương, người đã biết tội chưa? Thần biết tội rồi ạ. Người đã được phong tới Tử Phục Thượng Vị Hầu mà còn hàm hồ làm bậy. Thiên Thụy công chúa đã là thê tử của Hưng Vũ Vương Nhiễn, vậy mà người không biết trên dưới đúng sai, làm ra việc thống dâm, thật là không ra thể thống gì. Mai đầu mang Nhân Huệ Vương ra hồ dâm đàm đánh chết cho chấm. Thưa bệ hạ, vậy sao Nhân Huệ Vương còn sống mà đi làm nghề bán than ạ? Phụ hoàng ta sai người đánh chết Nhân Huệ Vương bên Hồ Tây, nhưng ngài lại sai binh sĩ đánh nhẹ để trách phạt và tước hết gia sản. Dù sao, Nhân Huệ Vương cũng là thiên tử nghĩa nam của phụ hoàng. Sau đó, ông ấy trở lại đất Chí Linh, vốn có sản nghiệp riêng của thân phụ là Thượng tướng Trần Phó Duyệt. Dạ bẩm bệ hạ, ông ấy nói rằng... Đúng là Nhân Huệ Vương rồi. Ta biết người thường tất không dám nói như vậy. Cho mời lại đây. Dạ. Nam tử Hán mà đến nỗi này thì cùng cực rồi. Nhân Huệ Vương, nay chậm miễn xá tất cả tội lỗi xưa kia của khanh. Hãy mau đi tắm rửa rồi thay y phục, cùng chậm hội bàn kế sách đánh giặc. Tạ ơn hoàng thượng đã rộng lòng tha thứ. Trong hội nghị Bình Than, vua Trần Nhân Tông đã khôi phục chức phó đô tướng cho Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư để cùng triều đình bàn kế phá giặc. Việc bỏ qua những lỗi lầm của Trần Khánh Dư, khôi phục lại chức tước cho vị tướng này đã thể hiện sự sáng suốt của vua Trần Nhân Tông khi đặt lợi ích quốc gia lên trên hết thảy và trọng dụng người tài vào việc nước. Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản, sinh năm 1267, mất năm 1285, là một quý tộc nhà Trần, sống ở thời kỳ trị vì của vua Trần Nhân Tông. Câu chuyện về cậu thiếu niên 15 tuổi bóp nát quả cam ở hội nghị Bình Than năm 1282 của Trần Quốc Toản được lưu truyền như một tấm gương tuổi nhỏ yêu nước, căm thù giặc mà thanh thiếu niên các thế hệ về sau tự hào noi theo. Công tử múa kiếm đẹp quá. Đẹp quá. Công tử giỏi quá. Quốc Toản. Vương Kiện huynh, hôm nay huynh rảnh rỗi hay sao mà đến tệ xá của tiểu đệ thế này? Mọi người đều đi dự hội nghị ở bến Bình Than nên ta nghỉ xả hơi, tiện đường qua đây thăm đệ. Chà, tài phi ngựa bắn tên của đệ khiến ta thật hổ thẹn đấy. Hội nghị ở bến Bình Than ư? Là hội nghị gì? Sao đệ không hay biết? Chắc vì đệ chăm luyện tập quá nên không biết đấy thôi. Hoàng thượng cho mời các vương tôn quý tộc, các tướng lĩnh về họp bàn kế sách đánh giặc ở bến Bình Than. Có việc đó sao? Ta ở đây luyện võ chờ giặc tới để giết chúng đã lâu, cớ sao không được họp bàn? Vương Kiện huynh, huynh hãy ở đây chờ đệ đi thay y phục, rồi ta cùng đến bến Bình Than. Hả? Bẩm Hoài Văn Hầu, Hoài Nhân Vương Kiệt, hoàng thượng cùng các vương hầu tướng lĩnh đang họp bàn. Hoàng thượng có chỉ, người không có phận sự không được vào. Ta cũng muốn vào họp đánh giặc. Việc này thuộc hạ không thể làm trái, hãy để thuộc hạ vào bẩm báo với bệ hạ. Bẩm Văn Hầu, hoàng thượng nói rằng Hoài Văn Hầu và Hoài Nhân Vương Kiệt sẵn lòng yêu nước, hoàng thượng rất khen ngợi,
nên đã cho ban hai thiếu gia những trái cam rất ngọt này. Hoàng thượng còn nói, hai vị tuổi còn nhỏ, nên hãy về tập luyện võ nghệ, đọc sách binh thư. Đến khi trưởng thành, hoàng thượng sẽ trọng dụng hai vị. Đấy, huynh đã nói rồi mà, đệ cứ nhất quyết đến đây. Tinh thần yêu nước và ý chí quyết tâm chống giặc của chàng trai trẻ tuổi Trần Quốc Toản đã cho thấy không khí sục sôi chuẩn bị kháng chiến của quân và dân ta. Câu chuyện Trần Quốc Toản bóp nát quả cam chính là câu chuyện về một thiếu niên anh hùng, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ sau này noi theo. Năm 1282, Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản mặc dù không được tham dự hội nghị Bình Than, nhưng với tinh thần yêu nước và căm thù giặc, người thanh niên trẻ tuổi ấy đã âm thầm tập hợp lực lượng là các gia nô của mình, làm thành một đội quân với lá cờ thêu 6 chữ vàng: phá cường địch, báo hoàng ân. Tất cả mọi người hãy xếp thành hàng ngay ngắn rồi nghe ta nói. Thưa tất cả mọi người, Trần Quốc Toản ta tuy chưa đủ tuổi để ngồi nghị bàn kế sách đánh giặc với các bậc tiền bối, nhưng lòng yêu nước và căm thù giặc Mông Cổ của ta thì không lúc nào nguôi. Ta tin trong tất cả ngàn người ở đây đều như vậy. Khi giặc đến, tất cả chúng ta đều phải chiến đấu hết mình, không thể khom lưng quỳ gối trước quân thủ. Bởi vậy hôm nay ta mời tất cả mọi người tới đây để lập thành một đội quân, cùng ta góp sức giúp triều đình chống giặc. Phải giết giặc, đuổi chúng nó. Đúng rồi, giết giặc, đuổi chúng ra khỏi bờ cõi. Lên bọn giặc, đuổi chúng nó. Đuổi chúng đi, đuổi giết giặc, giết chúng đi, chúng nó đi. Ta sẽ chia tất cả mọi người ra làm các đội, mỗi đội cử ra một người đứng đầu. Tùy theo sức của mình, mỗi người sẽ cùng nhau xây dựng một đội quân hùng mạnh để phá cường địch, báo hoàng ân. Bẩm hoàng thượng, Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản đã lập ra một đội quân gồm hơn 1.000 gia nô thân thuộc, đã sắm sửa binh khí, chiến thuyền và ngựa, đang ngày đêm luyện tập võ nghệ để xông trận đánh giặc rồi ạ. Hả? Có việc như vậy thật sao? Một thiếu niên xuất sắc như vậy thật đáng khen. Hoài Văn Hầu quả là tuổi nhỏ mà chí lớn. Chậm nhớ, hồi tháng 10 ở hội nghị Bình Than, Văn Hầu cùng Vương Kiện có tới đòi dự hội nghị, nhưng chậm đã khước từ vì tuổi hắn còn quá nhỏ, không thể ngồi họp bàn với các khanh tướng lão thần. Các gia thuộc dưới trướng cậu ấy đều ra sức luyện tập. Thần còn nghe nói Văn Hầu cho người làm một lá cờ thêu 6 chữ vàng: phá cường địch, báo hoàng ân. Các chị em, cờ thêu đã sắp xong chưa? Bẩm thiếu gia, tính đến nay cờ thêu cũng sắp xong rồi. Cậu cứ yên tâm mà. Đội quân của Trần Quốc Toản đã có đóng góp quan trọng vào cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai. Hình tượng bất khuất của người thiếu niên anh hùng Trần Quốc Toản đã thể hiện lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết nhất quán của mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi trong cuộc kháng chiến bảo vệ sự tồn vong của đất nước.